Muốn chào cả nhà đến kênh Long Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với nhóm anh Kiệt có anh Sang, anh Minh, anh Kiệt, em Trí đến quay cưa cây còng. Thì trước mắt mình là cây còng rất là to nha. Còng này nằm ve ra ngoài đường lộ xe chạy, trồng những cái dây hình lồng. Kế đó là một cây dừa, nó nằm ngã luôn trên cái nhánh ngôi cây còng. Đây nó ve lên mấy nhà có những đường dây điện. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nhóm sẽ cưa cây còng này như thế nào nha. Sang bước qua cây dừa nó bị nghiêng, nằm trên còn cái nhánh ngôi còng. Quá nhiều dây hình lồng à. Cho nó rớt xuống hết rồi để dễ Thank you.
vừa xong rồi đó. Wow.
dồn lại một cục ở dưới này. Dồn dưới đây gài hai ba nhánh một được. Nếu làm sao cắt thì phải vịn thì để nó giật nó nhẹ là nó thì giật cái sang sẽ tăng lên rất là nguy hiểm. Chí thấy là nó móc được gịch xuống à. Bữa nay ông chợ không đẹp đẽ, quay cũng ngon lành. Mm-hmm.
anh Sang sẽ xuống nghỉ mệt, em chỉ lên phụ Sang phần còn lại nha. Em đã một cái máy cưa sẵn bên dưới à. Có nước không làm anh ly nước trà đá ơi. Dí bẻ cây để chịu những cái nhánh xuống nước trên mấy to nè. Nó tăng mới lên nút kìa. Oh.
Thì anh Sang dẹp cái ngoại hành xong cây cọng đó nha. Mày chịu lại khi nào xài thì chủ nhà sẽ cưa sau. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video mới tiếp theo.